Chào các bác nha. Hôm nay đầu tuần mà có đi chợ mà em cũng quên mất. Nhất là do có mấy cái deadline công ty cần hoàn thành thì cũng quên. Mà cũng nhớ nhầm là hôm qua là mùng 10 âm lịch thì là phiên chợ hôm qua, nhưng hóa ra không phải, nó là hôm nay. Thì hôm nay xong việc thì muộn quá ra chợ tí, thì nhìn thấy cái bãi cây cối nó có những cái vết cắt của người ta bán lúc sáng ấy, nó còn tươi, thì mình nhớ chợt nhớ ra xem lại lịch thì hóa ra là hôm nay là phiên chợ các bạn. Đấy thì ra muộn cũng định quay tí, nhưng mà nó tối qua thì gặp được hai cái cây ổi, hai cây này, cây này, cây này, thì cũng mua luôn các bạn. Vì là nhất là nhìn thấy nó cũng có tương lai, nhìn thấy có tương lai. Và thứ hai là người ta buôn bán các bác, người ta mua qua bán lại thì nhìn nó nhiều khi nó cũng tội, mình cũng thấy hơi sót. Ví dụ như cây này, tí nữa quay kỹ cho bác xem. Còn cây này thì đúng là mình làm nó, tôi mua nó lâu rồi, nhưng mà đợt vừa rồi nó hanh khô quá, mẹ bị đứa cháu nó nghịch, nó bẻ một cái ngọn kia, rất là tiếc. Cho nên là cũng muốn chia sẻ với bác những cái trồng cây của cái mùa này. Mùa hanh khô này rất là hại cây, nhất là cây mới trồng các bạn. Tôi vì sao tôi phủ cái túi ni lông này cho nó gốc nó rất ẩm, để cho nó giữ ẩm đấy, chứ không thì rất là khô đấy. Bởi vì tôi làm việc ở Hà Nội nên là chỗ ở nó cũng rất chật chội, mà đất này cũng không có, để một số cái cây thì nó sẽ rất khô, nên là tôi dùng cái túi ni lông này tôi lại để cho nó giữ nước. Và nhiều khi tôi cũng bận, tôi không không tưới được đấy, thì cách này cũng rất là đỡ đấy. Đầu tiên là tôi quay cây này các bác nhá, cây này tôi vừa mới mua về đây đấy. Thì các bác nhìn cái gốc nó nhé, cây này rất có tương lai, nhưng mà tôi rất là tiếc người ta cho vào cái chậu quá bé. Thứ hai là những cái rễ nhỏ nhỏ này tương lai nó sẽ là thành bệ rất là đẹp, nhưng mà nếu mà để như này thì những cái rễ này sẽ bị hỏng, sẽ bị khô, đặc biệt là cái mùa này chắc chắn sẽ bị khô. Thì tí tôi thôi thì tạm thời nó mới, tôi chưa nhấc ra thay cái chậu khác, bởi vì như thế lại càng hại cây. Tôi sẽ phủ một ít sơ dừa lên đây nhé, và túi ni lông các bác để luôn giữ ẩm cho nó. Đây các bác nhé, cây này mà làm cây trực huyền thì rất là đẹp, rất là hay. Trực huyền nhưng mà tiếc là nó hơi bị sắc sơ đấy nhá, đấy rất là u cục. Cái cành này, tay này người ta cắt không hiểu sao nó chưa được lên được mầm, mà cái mùa này thì rất khó. Mùa này các bác nhá, ổi đấy nhá, ví dụ ổi như trồng nhá, rất dễ bị thui những cái mầm này đấy, mà chúng ta lại đánh lên, đào nó lên để trồng mới này là rất rất dễ bị ra đi, mặc dù ổi rất dễ sống các bác. Đấy tay này thì tôi rất muốn nó ra một cái mầm ở đây, con này thì cắt đi, cắt đi để làm một cái tay cành huyền xuống đây. Còn cái này thì phải giật lên làm cái tay trực, làm ngọn trực, nhưng mà chả hiểu người ta uốn kiểu gì này mà lại làm gãy mất cái cành này các bạn. Bây giờ mà tôi mà bẻ lại thì chắc chắn là cành này sẽ bị hỏng, gãy luôn, nên là có khi lại phải cắt đến đây để nuôi cái mầm nhỏ nhỏ này. Đấy cái mùa này rất khó, mà tôi cắt đi thì chờ rất lâu, mà không cắt đi thì hỏng cái tay đấy rồi. Đây, trên xuống cho bác xem cái cây này nha, bác thông cảm hơi tối thì đấy. Có một số cái tay, một số cái chi phân ra rồi, nhưng mà lôi thôi lắm các bạn, vì người ta buôn bán mua qua bán lại mà người ta không cần cầu kỳ, người ta chủ yếu bán cái phôi mà ai thích về làm như là làm. Đấy là cái cây trực huyền nha. Tôi rất nhiều ổi các bạn, tôi rất thích ổi. Ở nhà tôi rất nhiều những cây to, những cây có không phải là to lắm, nhưng mà to hơn những cây này rất nhiều.
tôi rất hay mua. Đấy, chị cũng chia sẻ các bác là một đôi điều là để nuôi đam mê này thì rất là khó. Thứ nhất là phải kinh tế, đam mê là một chuyện, phải có kinh tế này, thời gian bỏ ra công sức rất nhiều. Như tôi với một số các bác mà chơi mà không không kinh doanh, không sống bằng cái kinh doanh những cái cây này thì các bạn có kinh tế ổn tí, nhưng mà tôi thì hơi tiếc là kinh tế thì hơi kém, nhưng mà lại cứ thi thoảng cứ đi phiên là lại xách đôi cây về thì nó cũng không đẹp lắm, mà bởi đẹp quá thì mình cũng không không có tiền mà mua suốt được, mà mình mua cây phôi, nhưng mà phôi thì cũng chỉ phải cũng phải vài trăm một một cây đấy, mà phiên nào cũng mua thế thì cũng khá là căng các bác đấy, thì nhiều khi cũng cứ thôi hết hết tính sau hết lại có đấy, như thế nhiều khi cũng rất là vất vả. Còn các bác mà sống về nghề này thì tôi không nói, các bác có thể mua về xong các bác kinh doanh tôi không nói, nhưng mà như tôi là không sống bằng cái này, tôi chỉ quay lại với đam mê thôi, nguyện chia sẻ cùng bác cho vui. Còn công việc của tôi thì vẫn phải duy trì, deadline sếp giao vẫn phải hoàn thành các bác. Tiếp theo là cái thứ hai nhá, bên này họ mới trồng các bác mà lại cho vào cái chậu rách, bê đi bê lại nó cứ bập bùng này không ổn, mà thay luôn thì chắc không 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 được, bởi vì là rất là yếu ớt. Cái mùa này rất ngại trồng cây mới các bác, ổn định trong chậu là nên mới yên tâm được đấy. Đấy, cây này rất quái, dù quái nhưng mà tôi cũng không thích bằng cây kia đâu, cây này nó sức sống hơn tí. Cây này rất là xanh tốt. Rất là quái cây, nó mini thôi. Ôi chết rồi. Đây, lại một lần sốt ruột quá. Xoay xoay một tí mà em nó đổ trồng kênh đây rồi. May quá không sao. Đấy, ông này nha. Rồi, ông kia tạm thời ở dưới, quay ông này đi tí, cảm giác nhìn ở trên máy nó không rõ, tí tôi phải làm lại hết, nhưng mà thời gian này rất là hành khô nên là chưa dám động vào, không nên động vào chứ không phải là chưa dám động vào. Đây ví dụ như ông này, kết quả của hành khô là tôi phải ủm cái này, không có gì cái này đấy, gốc nó rất ẩm, nếu mà được ủm cái túi ni lông này không có thì tôi bỏ thời gian thì nó lại ra đi, tôi không có thời gian chăm sóc nhiều, nhiều khi chỉ trốn đi quay phim thôi chứ cây có khi là không không chăm sóc được. Đấy, để nó chết cái ngọn này này rất là tiếc, không phải là mình làm nó chết mà là có đứa nó cháu nó nghịch nó cứ bẻ vào đây, thế mình một hai hôm nó heo héo xong rồi là nó khô mất. Đấy, rất tiếc, tôi mới làm thôi nhưng mà mới lắp nó lên nhưng mà nó lại bị bẻ mất, rất tiếc. Có cái cành buông xuống với cái cây tử này. Đấy, chắc xoay xoay thì tôi còn cái nho nhỏ thôi. Chưa có gì các bác nhỉ. Này có cái cây này lúc nào mà tôi làm nó ra gì một tí thì lại khoe các bác nhé. Đây thì quay phía này xem nào, đây cái vệ của nó này.
có cái củ, nó có cái củ ra ở ngoài này các bạn. Phía này cũng phải khá ổn này. Rồi tí nữa tôi sẽ phủ sơ dừa lên đây nhá. Đây là ông ruối phụ tử của tôi mới xuống lá cho nó, xuống lá cho lá nó nhỏ bớt lại. Đấy. Thì tối quá nhỉ, thì cũng phải ôm, vì là trước mà mới trước mấy hôm mà tôi không tưới được, tôi không có thời gian để tưới, tôi cũng đi đi về về thì tôi phải ôm cái này xong rồi tưới. Đấy, cái này để tản thiên nhiên phụ đây, từ đây sắp tới chắc phải sắm cái bộ máy quay chuyên nghiệp tí, các bạn cũng chưa có điều kiện. Con này nhiều khi các bác xem đau mắt đấy, thông cảm em nhá. Mà cảm giác nó không thật cây lắm. Không chờ đến ngày mai là phải quay luôn đúng không? Đấy. Quay xong rồi tôi đi sửa lại cây huyền nghiệp tí. Đây là ông xanh nhỏ nhỏ của tôi cũng phải ôm ni lông. Rồi, hôm nay chắc chỉ có đôi điều chia sẻ với bác như vậy thôi nha. Chúc các bác một ngày vui vẻ nha. Đấy, các bác ạ, tôi vừa mới cắt một mấy cái rườm già của cây này. Con cây này thì tạm thời sau này làm giật một cái tay đây, một tay đây, tay đây, một cái tán đây, một cái ngọn đây. Các bác, đấy. Tạm thời cái này thế. Đây. Còn cái tay vừa nãy người ta bẻ đây. Tôi vứt nó đi. Cắt nó đi. Cắt nó đi các bác. Có thể là sau này tôi sẽ cắt cái tận đây. Nhưng mà bây giờ nó cắt bây giờ nó khô và thật trong, mình chưa có thuốc xử lý. Đấy. Để lấy cái đường truyền của cái thân này nhá. Đường truyền của cái thân này. Nắp ở đây, ra đây. Đấy. Tay ra đây. Tay ở đây làm những cái bông này. Cái này phải xuống một tí nữa nhưng mà đang hơi cứng. Thôi cứ để nó ra. Đấy. Rồi, mặt sau nó sẽ mở ra. Lần này các bác sẽ hổ đúng không? Ai cũng được đấy. Trước không bác? Tôi nghĩ là gọn gàng hơn. Đấy. Đây. Cảm ơn các bác theo dõi nha.